Trời ơi, mình đi từ cái hộ bên kia à, mà qua bên đây mà chị bơi xuồng. Chưa? Dạ chưa. Rồi vô đi chị Thùy ơi, em sợ quá à. Đang vô nè. Cứu em. Gì vậy trời? Người ta bơi em. Họ đi kêu. Không có họ được đâu, giờ sợ lắm. Họ đi kêu. Không họ chị bơi ra hả? Bây giờ họ không là chị bơi ra đó. Anh nhưng mà bây giờ sợ nước lắm. Nước này em kêu đi đường bộ đi, không chịu đâu. Tự nhiên cái hả, từ bên hộ bên kia qua hộ bên đây đi cái sông gì nè. Trời ơi, mình đi bò về miền Tây mình phải đi xuồng chứ em, tự nhiên mình đi bộ. Trời ơi, người ta có xuồng mà mình đòi đi bộ. Rồi tới chưa? Tới rồi, vô liền. La quá à, khổ ghê chứ. Bơi xuồng có xíu mà bà la quá trời à. Mà công nhận thì giỏi nha. Đúng là dân miền Tây có khác à, biết bơi xuồng rồi giỏi quá trời. Nó chơi chứ cũng chắc cỡ 20 năm mà không có bơi. Ui. Thôi mọi người ơi, có ai cứu, có ai ẩu nghĩa lên giùm em. Ủa rồi mấy trích. Chưa, để em tấp vô cây cầu cho con bé nó lên chứ đây sao lên được. Cứu em. Không, ở đây bước lên được. Dép này không sao. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi. Rồi chị Thùy lên được không? Được. Bò hả chị Lũ? Ý trời ơi, xuất sắc nha. Rồi sao cột? Đi lên chị bột cho. Bột con kia hay gì? Vậy chị Lũ bột men nha. Dạ xin chào bà con của kênh Thùy Kim Khiết ạ. Lên là chào liền. Dạ, giờ mấy chị em của tụi em đang chuẩn bị vô nhà của một hoàn cảnh kế tiếp. Là ở một cái vị trí rất là đẹp luôn. À, view xong hả chị? View quá đẹp luôn. Dạ. Cho nên vừa rồi mấy chị em mới xuống dưới sông bơi một hồi mà bé Kiều nó bé Kiều nó la quá cho nên thôi em đi lên liền, không dám ở. Dạ. Thôi mấy mình đi vô đi. Thôi mình đi vô đi. Ở đây hôm nay mình có nhân vật mới này để giới thiệu với bà con chút xíu. Chị là chị phụ nữ xã Tân Phú Trung. Dạ. Chị Tuyết. Dạ. Chú Bảy là trưởng ban công tác mặt trận của ấp. Dạ con mời chú Bảy. Dạ. Chú Bảy. Dạ chú Bảy. Này là chú Bảy, bên trưởng ban mặt trận chị của ấp Tân Lợi. Của ấp Tân Lợi. Tân Lợi ở đây là ấp Tân Lợi. Đúng rồi, ở đây ấp Tân Lợi. Dạ. Vậy bây giờ mấy chị em mình đi vô trong nhà của bé luôn ha. Dạ vậy chú Bảy dẫn tụi con đi hả chú Bảy? Dạ em chào chị. Dạ. Chào chị, chào cưng. Dạ. Dạ. Dạ, cái này là theo đúng cái kiểu nhà của người miền Tây mình ngày xưa luôn á. Này là lưu kiệu, có hàng lưu kiệu đựng nước nè. Rồi nền đất y hệt như nhà ngày xưa. Đúng rồi. Bước vô là thấy mát mẻ liền à. Cái này là mình ở gia đình của mình có mấy người hả chị? Dạ. Được rồi em. Gia đình mình có mấy người? 5 người hay gì? Dạ, 5 người. Dạ. Dạ, gồm có những ai vậy? Dạ. Chồng đi mần rồi, có mẹ ruột mới mất à. Dạ. Ừ. Vậy đó hả? Dạ, mới mất năm mấy à. Vậy cô là... Cô này là gì cô? Dạ là mẹ. Mẹ, à, mẹ là em ruột của anh Bảy nè. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 19 tuổi. Em tên gì? Dạ em tên là Ghế nè cô. Trần Ngọc Dương. Dương. À. Dư. Dư. Dạ. À. Dương. Dạ. 19 tuổi. Ủa vậy em học xong 12 rồi hả? Dạ, em đang học năm nhất đại học. À. Ủa vậy em đang học đại học gì? Dạ em học đại học quản trị kinh doanh. Ừ? Tại trường đại học Đồng Tháp á. À. Ngành quản trị kinh doanh. À. Dạ. Ủa trường đại học Đồng Tháp gần đây không em? Dạ cũng gần chị. Chạy xe tầm 40 phút. Vậy là em đi đi về về luôn hả? Dạ không, em ở trọ chung với bạn. Dạ. Không cho học rồi nó khóc lắm cô ơi, rồi bắt buộc phải cho nó học. Thôi cho đi học đi cha. Dạ. Cô ơi. Lô không nổi rồi. Dạ. Nó khóc quá trời rồi, mấy anh mấy chị nói thôi cho nó học đi. Ở sớm người ta cũng nói thôi dán lo đi. Dạ, rồi bữa giờ rồi mình lo nổi không chị? Có khi không nổi nữa đi mượn.
Rồi chị biết sao không, đi vớt đồ với xong á, rồi có khi văng với xong hoài gì. Trời ơi. Văng, em gọi nó khi thiếu canxi đó chị, rồi nó văng với xong hoài à. Rồi chị biết bơi không? Biết. Ờ. Còn có khi người ta kêu. Ừ. Lúc đầu hết trơn, văng với xong đó, xong dưới đây nữa nè. Vớt hoài gì. Trời. Dạ, vớt thì gì chùi. Vớt chai với lại hái lục bình. Bình. Dạ. Hái lục bình, cắt lục bình là để mình đan thành cái... Bán con. Dạ. Bán cho người ta. Chứ đâu có ở không rồi, không biết bán đưa bán ký hay sao? Bán ký, mười mấy ngàn ký. Mười mấy ngàn một ký, là phơi khô giống như hồi phơi nãy. Phơi khô á, là được mười mấy ngàn. Trời ơi, một ký đó biết bao nhiêu? Một ký nhiều lắm, một chục ký tư là có một ký khô à. Trời ơi, mười mấy ngàn à? Dạ. Một ngày mình hái được bao nhiêu ký cô? Có khi được mười bó, có khi có hai ba bó. Một bó là một ký hả? Một bó là chắc được mấy ký á. Dạ. Bó bự vậy nè, ký tư nha. Dạ. Một bó là ký là tươi đó ha. Dạ. Là mình phơi là chắc còn chừng vài trăm gram chứ gì chắc ha. Chắc vài trăm gram hả? Dạ. Một ký là có 100 gram. Dạ. Dạ. Mà cô coi bây giờ không cho nó học thì nó khóc quá trời hả? Thôi ráng đi. Dạ. Ráng lo cho bé nó dạ, học nó đi. Nó khóc với lắm cô ơi. Giờ em là năm nhất hả? Dạ, năm nhất. Nó học ngành gì? Quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh. Dạ. Rồi bây giờ là cũng như mới học có mấy tháng rồi mà đúng không? Dạ, học được 3 tháng rồi. Rồi vô có môi trường mới học rồi, học có tốt không? Thì lúc đầu em cũng chưa quen nhưng mà giờ thì quen cũng ổn. Ngày xưa học ở phổ thông thì em học tốt không? Em cũng học khá. Học khá giỏi. Ủa nhà em có anh chị em? Dạ, có ba anh chị em. Anh chị lớn rồi. Dạ, anh lớn rồi em là thứ ba. Rồi có em Út nữa. Dạ, có em Út đang học lớp 6. Lớp 7 hả? Đang lớp 7. Anh lớn đang làm gì? Dạ, đang đi học nghề ở ngoài Sa Đéc. À, học nghề. Dạ. Vậy anh có phụ giúp gì cho gia đình được chưa? Dạ, anh có đi làm thêm nhưng mà kiểu đủ để lo cho bản thân. Dạ. Rồi ba em làm gì? Dạ, ba em thì làm mướn, làm vườn trái cây, xịt thuốc. Dạ. Đó thì một tháng được bao nhiêu em? Em cũng không biết nhưng mà một ngày thì cũng tầm 200 hoặc 300 tùy theo người ta mướn. Nói chung là nó cũng không có đều đúng không? Dạ. Tùy ngày. Có khi không có, 2-3 ngày cũng không có mần lắm. Dạ. Khi nào có người kêu thì mới đi. Dạ. Vậy là kinh tế chính, nguồn thu nhập chính của gia đình là từ ba em. Dạ. Còn anh em thì bây giờ còn đi học nghề cho nên cũng chưa có kiếm được tiền. Dạ. Chắc là chỉ kiếm được tiền trang trải. Như vậy nhiều cô biết sao không, rồi má ba mới mất rồi buồn nữa, rồi không có đi bằng gì nổi hết trơn. Với con mắt nó bị mê thịt đấy cô, giờ cũng thấy lúc trước con đi bằng bóng cá. Rồi giờ lột sốt của người ta cự, người ta không bằng. Là một bên của cô đang bị mây đúng không? Dạ, thấy nó mờ mờ. Dạ, bây giờ không thấy đường. Bên đây không thấy đường, còn bên đây còn thấy... Con thấy mờ mờ vậy. Mờ mờ luôn hả cô? Dạ. Trời ơi. Trong điện thoại hình đó đâu có thấy cô. Cái này không đi lột được sao cô? Lột thì lấy gì nuôi mấy đứa này cô. Lột là ở nhà đó. Không đi bằng được. Da nắng không được. Với lại cô bị làm sao mà bơi là dưới sông thì cô bị té xuống nước. Thiếu canxi cô. Thiếu canxi. Thiếu canxi, mua thuốc canxi uống rồi bữa hổm cái tay nó cũng bị nữa, rồi giờ nó hết vậy sao lên nó hơi làm lợi nữa nè cô. Là nó xỉu hay sao cô? Nó xỉu. Nó xỉu văn xong rồi. Rồi cô biết ha, đi hái rau gì cũng khi đi không nổi luôn đây gì, rồi bắt đầu người ta cứu. Rồi lỡ đang xỉu rớt xuống sông mình đâu có hay ta. Có khi người ta thấy người ta kêu. Trời ơi, nguy hiểm quá à. Vậy mà còn đi hái lục bình nữa. Dạ. Dân với sông hoài hả cô ơi. Mà không bằng thì sao nuôi mấy đứa nhỏ này cô. Cũng ráng mà. Thôi kệ, cũng ráng đi, em mới còn mấy năm nữa là học xong rồi. Dạ. Cũng gần tới đích rồi. Dạ. Mình ráng bao nhiêu năm giờ mình ráng thêm chút nữa. Dạ. Không cho nó học thì nó khóc quá trời. Dạ. Cậu nó kêu không được. Bây giờ không học không làm được gì hết. Dạ. Với lại em nó vô đại học được thì thôi ráng lo cho nó. Dạ. Rồi em có định đi làm thêm gì không? Để... Dạ, em có ý định đi làm thêm để lo tiếp cho mẹ. Ở trên đại học Đồng Tháp thì trên đó chắc cũng không có nhiều công việc làm thêm hả? Dạ. Em nghĩ là làm phục vụ quán nước hoặc là BC đồ. Ừ. Nhìn cái tờ ghê đúng chị. Ừ.
Làm thêm cái giờ mà mình không có đi học á, mình làm thêm kiếm được đồng nào đỡ đồng đó. Để phụ mẹ chứ nhìn bà cực quá trời luôn mà. Dạ. Vậy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 53. 53 tuổi mà nhìn chị nhìn nãy giờ tưởng là cỡ 60 mấy tuổi không? Không, mặn dữ lắm cô ơi. Nhìn cổ khắc khổ. Cô biết sao, con cũng như con mẹ con à, và má mới mất đây rồi mà con không nổi hôn nữa. Nhà mình có đất giường gì không? Không có cô. Là chỉ có cái nhà này thôi. Dạ. Nhà này đất là của mình luôn. Dạ. Chỉ dọn dẹn cái nhà cũng như của nhà của anh Bảy rồi ba em kêu về đây ở. Là đất là của anh của Bảy. Dạ. Của chú Bảy. Dạ. À làm chú ba. Cho. Dạ. Rồi giờ chú cho để cô cất nhà luôn. Dạ. À. Cũng đỡ. Ừ. Dạ. À, vậy tụi con đi thăm một vòng trong nhà đúng không cô? Được con. Dạ. Dạ. Vậy à, em dẫn mấy chị đi nha. Dạ. Ủa mình đi đường này mình có vô trong nhà được không? Dạ được. Đi. Em cho chị đeo cái này vô đi để em nói chuyện nha. Dạ. Rồi. Ở ngoài đây là giống như là bếp hả chị? Bếp đó hay. Dạ. Nấu nướng. Nấu nướng thì mình nấu ở đâu? Nấu trong này chứ hả? Nấu đây nè cô. Dạ. Không có tiền thay ga nữa cô. Mình là mua thiếu à, không có tiền thay ga nữa rồi chụm củi. Ủa chụm củi vậy mà ở đây vậy mưa sao thì nấu cô? Dạ. Có khi mưa thì giờ che này nên chổi có tấm vải mũ đó cô. Cái này mà bữa nào nắng thì nấu được chứ mưa đâu nấu được dạ, đâu. Dạ. Nhà cửa nó cũng dột rồi che tấm vải mũ đang ngủ. Dột quá trời nè. Nó dột không? Che cái tấm mũ bên đây, cái tấm bạc bên đây nè. Dạ. Thiệt nhà nền đất là bây giờ lâu lắm rồi em mới thấy nữa đó. Dạ. Còn nền đất. Nó ướt ướt hả? Tại nó bị dột quá em. Nó dột. Che cái tấm bạc bên đây nè. Dạ. Là sợ mưa. Là mưa là nó dột hết luôn. Ngủ mới được con. Dạ. Ủa ví dụ mưa nhiều quá nước rồi đó nó rồi cái lấy cái xô hứng con. Hứng. Dạ. Ấy nước ra rồi hứng dưới đây. Dạ. Dạ. Cái này là cả nhà mình đó chia nhau ra ngủ không ba dạ. Vậy? Dạ. Cột đồ làm bằng cây tạm không mà em thấy gõ vô nghe bợp 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 rồi nè. Nó bị mối ăn hết trơn rồi cô ơi. Ừ. Dạ. Thì cũng như cái mấy cái tủ lạnh này nè, cái ăn Vũ á nói trời ơi mày sao mày cho nó làm chi vậy? Mày cho nó mày hại nó đó. Tốn điện đúng không? Dạ, tốn điện lắm. Dạ. Là phạt đó, mưa là phạt hết đó. Dạ. Là giấy khen này là của em hả? Dạ, của em. Ừ. Học giỏi cho nên vô đại học, không có chịu nghỉ. Nó giờ có cất cũng 4-5 tấm nữa ạ. Không có treo nữa. Dạ. Nó học giỏi lắm cô. Vậy cũng an ủi lên cô. Dạ. Con bé nhỏ, con gái út của cô học giỏi không cô? Nó học cũng không bằng này, này học giỏi lắm cô. Dạ. Nhưng mà không bằng, nhưng mà cũng có loại giỏi không? Cũng là giỏi mà không bằng này là giỏi. Tại anh giỏi quá. Dạ. Bé kia nó giỏi nhưng mà cũng giỏi không bằng. À, gia đình mình ba cái giường là nguyên gia đình ở đó. Dạ. Dạ. Rồi có khi dông mưa quá cái chạy qua bên anh Bảy ở sợ sập. Sợ sập. Dạ, dạ đúng rồi, tại vì mối mọt thế đó. Mấy cái dông gió mấy chị kêu thôi cưng với ông có Thuận á, chị kêu thôi cưng qua anh Bảy đi, cưng ở đây cưng thật đẹp cưng chết. Ở gần người ta cũng nói nữa. Ta không cho ở nhà. Nếu gió mạnh rồi dông bão. Mà gần mé sông nữa nè. Cô biết ha, gãy hai cái cột trong là cái chồng cái em nó xin che chổi ở đỡ. Cứ tạm tạm vậy thôi đúng không? Dạ. Gia đình mình có được hộ nghèo không cô? Có sổ cận nghèo. Cận nghèo. Dạ. Là cũng được hỗ trợ. Dạ. Ủa cận nghèo trợ, là không có cận nghèo là mình để hỗ trợ bảo hiểm rồi đó. Dạ. Chứ không có hỗ trợ nhà ở hả chị Lục? Dạ, mà không có hỗ trợ là 100% 50% thôi. Dạ. Hỗ trợ cấp cái bảo hiểm cho hộ cận nghèo á, nó giảm miễn giảm. Ồ. Thì cho cái sổ cho cái bảo hiểm á, không có tiền mua. Vậy là chỉ hộ nghèo mới được cấp nhà hả chị? À, mình như có mạnh thường
quân mình vận động được, như mình xét cái người này thấp trước nhất, cái tới người tới vừa vừa cái người kế kế vậy đó chứ. Dạ. mình cắt một cái một thì địa phương mình không có đủ kinh phí. Dạ. Cái nguồn vận động thì của địa phương nó cũng hạn chế. Mới mất đại má 93 tuổi á. 93 tuổi. Cô má này, cô mà thấy nó thương lắm, thì khô à. Dạ. Còn sát đó. Bác cơm lên. Nó là má ruột của cô. Nó có hai mẹ con. Dạ. Anh bảy với anh nó chỉ bị con nhỏ lớn. Dạ. À. Một cha là khác mẹ. Dạ. Một mẹ khác cha. Một cha khác mẹ. Một cha khác mẹ. Dạ. Ủa là hôm nay em được nghỉ học hay không? Dạ, cuối tuần em được nghỉ. Cuối tuần được về nhà. Dạ. Cũng may là hôm nay mình đi cuối tuần thứ bảy cho nên mới gặp. Em có tiếp mẹ gì không em? Dạ em có phụ làm công việc trong nhà. Cũng như dạ. Đi chặt lục bình ở nhà phơi lục bình tiết. Cơm nước rồi vậy đó nha. Dạ. Nấu nướng rồi là tự làm được hết luôn hả? Dạ em biết nấu. Mấy bé ở đây giỏi ha. Bữa giờ thấy bé nào cũng giỏi hết á. Hôm nay tụi em tới thì cũng có món quà gửi cho gia đình mình. Dạ. Cái này em gửi cho gia đình mình 1 triệu. Dạ. Dạ. Em cái này em chỉ mới đi khảo sát thôi. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn cho mấy cô. Dạ. Rồi tụi em sẽ quay về rồi. Dạ. Tụi em rà soát lại. Rồi có gì nếu mà mình phù hợp với chương trình bên tụi em á thì tụi em. Dạ. Sẽ quay lại để hỗ trợ hàng tháng. Dạ. Nhưng mà cái này thì em cũng chưa có hứa chắc. Dạ. Cái đó tụi em phải khảo sát lại lần nữa. Dạ. Rồi nếu mà được á thì em sẽ báo cho gia đình mình biết. Dạ. Cảm ơn mấy cô. Dạ. Dạ, thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Dạ, hiện tại mấy chị em tụi em đang đi vào một hoàn cảnh kế tiếp nữa. Dạ, thì bây giờ chung đoàn với tụi em là có thêm chị Quyên. Dạ, dạ, đây là Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Long với lại chị Nhi. Dạ, cũng là Hội Phụ Nữ của xã Phú Long luôn. Dạ, bây giờ thì mình vô trong hoàn cảnh của bé như thế nào vậy chị? Minh Mẫn. Cận nghèo. Dạ. Dạ. Mà cảnh thì lên khó khăn. Học sinh giỏi. Dạ. Vậy chị dẫn mấy đứa tụi em vô nhà hả? Mà... Dạ. Ở đây chị. Đây. Dạ. Bé đứng đó mình luôn. Bé tên gì hả chị? Minh Mẫn. Mẫn. Chào con. Ở đây mà học sinh giỏi tới là biết liền. Hôm nay là con lớp mấy? Dạ con lớp 9. Lớp 9 hả? À, cô đeo này cả nha. Dạ. Có mẹ ở nhà không? Dạ có. Mẹ ơi. Dạ em chào chị. Em chào chị. Dạ. Dạ chị tên là gì chị? Cao Thị Mai. Dạ chị Mai, chị xin chào chị ha. Dạ. Dạ đây là chị Thùy Kim Khiết. Dạ bên chương trình Lá Lành Đùm Lá Rách. Dạ thì em xuống đây để mình tìm hiểu cái hoàn cảnh của gia đình mình. Thì cái gì nếu mà được, nếu mà phù hợp với chương trình thì tụi em sẽ giúp đỡ bé luôn. Dạ. Dạ. Mẫn, Minh Mẫn, con học lớp 9 hả? Dạ. Là con học trường ở gần đây luôn hả? Dạ con học trường Tân Trường Trung học cơ sở Phú Long ngoại. Hôm nay có đi học không con? Dạ có, học buổi sáng. À vậy là giờ này nghỉ rồi. Dạ. Cái này con có thể dẫn mấy cô đi tham quan một vòng bên trong nhà được. Dạ được. Này là chỗ con học á hả? Dạ. Nhỏ học giỏi từ nhỏ lớn luôn hả? Dạ. Là nhà con có bao nhiêu người? Dạ 2 người. Vậy hả? Dạ. 2 người là có những ai? Dạ có anh hai con với con. À là có 2 anh em ha? Dạ. Anh hai là chồng Hoàng Minh hả con? Dạ. Anh hai học cũng giỏi luôn. Dạ. Là anh hai học xong chưa? Dạ anh hai học xong rồi. Anh hai con sinh năm 2002. Vậy là lớn rồi. 21 tuổi rồi. Là anh hai đi làm rồi đúng không? Dạ không, anh hai con chưa có đi làm. Em đi học hả?
Dạ không, học xong rồi nhưng mà chưa. À, vẫn chưa có việc làm đúng không? Dạ. Là anh hai con học cái gì? Học ngành gì? Dạ công nghệ thông tin. Của trường nào con? Trường Cao đẳng Cần Thơ. À. Gia đình này của mình là có hai anh em với ba với mẹ. Dạ. À. Ba mẹ con làm công việc gì? Mẹ con ở nhà, còn cha con làm bóc vác. Ừ. À, bóc vác gạo lúa đâu ha? Dạ. À. Cái đó thu nhập đỡ không con? Dạ cũng không. À, một ngày thu nhập cỡ bao nhiêu con có biết không? Dạ không. Ừ. Vậy là còn mẹ thì ở nhà để lo công việc nhà. Dạ. Ở nhà chị có làm công việc gì thêm không chị? Không, chỉ ở nhà cơm nước, nhà áo mấy đứa nhỏ ấy vậy. Dạ. Vậy rồi anh đi làm một vậy thì có đủ để chi phí cho cả gia đình mình không chị? Cũng học. Dạ. Học. Bởi vì một mình anh không làm mà có bốn mình. Dạ. Anh có lãnh gì về nhà làm thêm không chị? Có đang lục bình hả là... Hồi lúc trước thì có cái xuồng thì có cắt lục bình về đường. Rồi cái thời gian sau này cái xuồng nó bể hư hết rồi đó. Cái không có cắt nữa chứ còn ông xảo nó thấy thời gian sau này thấy ta đi cắt lục bình em không biết lội. Rồi ông sợ đây giờ sắp chìm đi xong, bỏ hết cho cắt. Tại vì em thấy mấy bạn cũng lớn rồi sao chị không đi tìm việc gì làm nó phụ. Không có biết chạy xe nó rồi đâu có biết gì làm cái gì. À chị không biết chạy xe. Không biết chiếc xe, không biết lội luôn. Dạ. Như ở đây người ta như người ta có làm gì lập chặt làm cỏ hay gì có chị có đi ứng kiếm như người ta không thấy mình đi làm người ta không biết. Nhà này mình xây lâu chưa chị? Cũng mấy năm mà. Dạ. Mà không biết năm mấy không nhớ. Đất này là của bên chồng của mẹ. Mẹ ruột. Mẹ ruột. Nhà kế bên là của mẹ. Có mẹ ruột chị đó hả? Dạ. Ở nhà chị lo cơm nước cho gia đình vậy. À, là bé con trai của chị là năm nay tốt nghiệp rồi hả chị? Em tốt nghiệp ra trường hết tháng 4 đó mà đi xin việc làm thì người ta đầu kinh nghiệm. Không dạ. Kinh nghiệm thì người ta không mướn vậy đó. À. Đi tìm lắm chân xem không được chưa. Người ta đầu có kinh nghiệm người ta mới mướn thôi mà. Ừ. Vậy là giờ cũng chưa có việc làm gì luôn? Không có việc làm, đi làm việc khác thì nó không biết làm. Chứ như hồi nhỏ giờ nó đi học không đó. Ừ. Rồi làm chuyện nặng nhọc theo cha nó thì làm không được, làm không nổi. Vậy có mình ba lo hết cả nhà cũng vất vả quá ha. Vất vả, cứ như là mượn gối đầu cho mượn. Họ lo cái năm học thì cũng lo mượn tiền anh em này kia nọ vậy đó. Nhà mình đầy mưa có dột có tạt không chị? Dột. Mấy cái dấu đen là dột hả? Dấu đen là dột. Là mình chấp lợi đó ha, mình chấp giá, mình đé ấy tôn lên tặng cho nó đỡ đó hả chị? Dạ, dột. Bởi vì là tôn cũ quá, là dột mấy lỗ ti đó. Chỗ ra nó ngủ, nó hàng trai nó học đó, cũng dột cũng mắc che với mũi. Mưa tạt dột hết trơn. Phía trước này thì lá không mà, cho nên nó cũng, em thấy nó cũng bắt đầu nó bị rách hết rồi. Cũng mấy năm mà. Cái này là lúc đó chắc mình tự làm hả chị? Dạ, là sao? Nhà chắc là mình tự làm hả chị? Dạ, thợ vườn mình là làm chứ không nha nè. Dạ. Không có mướn thợ ấy. Rồi ông đi làm vậy rồi mỗi ngày bao nhiêu tiền chị? Ở lúc trước thì làm được ngày 200 mấy mà cỡ này làm ngày 100 năm 70 như thế cái này thì làm không có ấy rồi nè. Kiểu như làm hàng tháng được 24 ngày người ta cho được 15 kg gạo ăn vậy đó. Dạ. Rồi không gắn không đeo không làm lấy gạo ăn. Dạ. Rồi ví dụ như chi phí học hành của bạn lớn xong rồi bạn nhỏ này nữa thì tiền trong rồi đóng tiền học phí thì sao chị? Thì cha nó thì tới đâu thì lo tới đó. Như tiền nhà thiếu hụt thì vay mượn chứ cũng không biết làm sao. Cũng phải lo cho con nó học như anh nó. À.
Anh lớn lúc mà đi học rồi có đi làm thêm không? Hay là không, lúc nhỏ nó đi học không mà không có làm thêm. Bởi vì nó học bên công nghệ thông tin á, đầu óc nó cũng hơi gấu vậy đó. Và cha nó nói thôi giờ con lo chỉ lo học thôi, còn tiền bạc thì cha lo, có thiếu hụt gì á thì mượn của em rể em dâu rồi vậy đó. Vì chừng nào bằng móc móc rồi từ trả lại, còn nó cho chậm cho thời gian vậy đó. Rồi con định là sau này nếu mà học xong thì con định học đại học ngành gì? Dạ, ngành giáo viên. Con học giáo viên hả? Dạ. Là môn nào? Dạ, con cũng chưa biết. Hiện giờ thì con học giỏi môn nào nhất? Con học giỏi mấy môn địa lý, lịch sử thôi. À, vậy là mấy môn xã hội. Vậy là bây giờ con đang học lớp 9, vậy là cũng còn lâu. Năm nay là con có đạt loại giỏi không? Dạ, có. Ủa là anh lớn là đang là ở ngoài Đồng Tháp hả chị? À, ở hiện giờ ở nhà. Rồi bạn. Minh ơi. Minh. Nghe tao con. Nghe cô kêu hỏi gì vậy? Ai anh lớn hả chị? Dạ, con trai lớn em. Dạ em. Dạ, con chào chị. Trời ơi, hai anh em cao ráo á. Người nào cũng cao ráo hết á. Là em mới học xong đại học hả? Dạ, học cao đẳng. À, cao đẳng. Dạ. Ừ. Vậy mà học xong bao giờ mình cũng chưa có việc làm luôn. Dạ, em xin việc mà vẫn chưa được. Học công nghệ thông tin mà là phải có máy tính này kia đúng không? Dạ. Rồi máy tính là lúc đó là ba mua luôn. Dạ, ba dây tiền mua. À, dây tiền mua. Là nhà mình có nợ nần gì không chị? Dạ cô. Nợ bao nhiêu chị hả? Nợ nhà nước chị 20 triệu, còn nợ ngoài thì nhiều. Dạ. Là giờ em đang cố gắng để xin vô cho đúng ngành đó hả? Đúng công việc của, đúng cái ngành mình học á hả? Dạ, em giờ em vừa xin đúng ngành, vừa xin công việc với văn phòng luôn. Ví dụ trong miệng xin tiền ưu đãi chính ngành không được. Mà giờ công việc cũng khó hả? Dạ. Công việc khó khăn, xin cũng khó khăn. Rồi cũng không tìm được công việc gì phụ để mà làm tạm thời trong thời gian này hết á. Dạ không, giờ văn phòng này kia thì họ em xin thì phòng yêu cầu kinh nghiệm á. Giờ thấy một mình ba mà cán đáng nguyên gia đình thì thấy khó khăn quá ha. Dạ. Mệt thì không biết nghỉ. Cháu thì mua thuốc uống. Ảnh nhiêu tuổi rồi chị? Cũng thân. 7 năm 78 đó. 78. Ủa vậy lớn rồi. Dạ. Mới 4 mấy. À, mới 4 mấy hả? Nãy tưởng đâu là 78 rồi. Ủa 80 chứ, 80. 80. 80 quên nói nữa là. Vậy chị sinh năm mấy chị? 78. 78. Vậy là cũng còn trẻ, hai anh chị cũng còn trẻ. Mà ổng cũng giỏi quá ha, một mình một làm nuôi cả gia đình luôn. Thương con, thương vợ. Bốc giác thôi à. Dạ, bốc giác thôi mà nuôi cả gia đình á. Là bây giờ hôm nay anh cũng đi làm hả chị? Em cũng đi làm. Đâu có ngày nghỉ hả chị? Không có nghỉ, làm xuống cho tao mà không lấy gạo đó, 24 tháng 24 ngày đó. Dạ. Mới được mua gạo 15 kg để cho, còn 3 ngày tao cũng cho. Vậy là cố gắng hơn đêm. Vừa có lương vừa được phát gạo. Dạ. À. Dạ. Vậy hôm nay tụi em tới cũng có ít quà gửi cho gia đình. Cô gửi cho anh nha. Cô. Rồi về tụi em sẽ rà soát lại xem mình có hợp với chương trình của bên em hay không. Nếu như mà được thì tụi em sẽ quay lại hỗ trợ gia đình mình. Dạ, tụi em cũng xin phép chị tụi em đi về để qua bên hoàn cảnh kế tiếp. Dạ, không uống nước, hay về nhớ em mới làm trong. Dạ. Vậy mình kết thúc clip ở đây trước đã. Dạ. Dạ, xin chào bà con cô bác, tụi em xin kết thúc clip ở đây. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại ạ.